Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024 do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tiếp tục suy yếu nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, vùng cao trời rét đậm rét hại. Do chịu tác động của lưỡi áp cao lục địa suy yếu nên những ngày này các địa phương trong tỉnh xuất hiện mưa rải rác khiến cho nền nhiệt giảm thấp về đêm và sáng sớm, tạo cảm giác rét buốt khi đi ra ngoài. Nhiệt độ đo được phổ biến trong ngày tại thành phố Lào Cai là 20 độ C, thị xã Sapa là 13 độ C và huyện Bắc Hà là 16 độ C. Ở khu vực vùng núi cao rét sâu về đêm và sáng sớm, đồng thời xuất hiện hình thái mưa và sương mù. Vì vậy, bà con nông dân cần theo dõi sát diễn biến của thời tiết và hướng dẫn của khuyến nông viên địa phương để có những phương án phòng chống rét cho cây non, vật nuôi các loại một cách phù hợp và hiệu quả. Còn sau đây sẽ là thông tin dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió tây nam cấp 2, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%.